Chào các bạn đến với kênh YouTube Vui Vừa Miền Tây nha các bạn. Hôm nay Vui Vừa mình quay cảnh kéo lưới cho các bạn xem nữa các bạn. Đó, giờ Vui Vừa mình đang đứng ngoài đường quay cho các bạn xem nè. Các bạn đừng rời màn hình về chiến kênh để Vui Vừa mình trong ít phút tiếp theo. Mà giờ Vui Vừa mình đang tiến vào bên trong để quay cảnh cho các bạn xem nè. Các bạn có thấy màn hình rung lắc thì thông cảm cho Vui Vừa mình nha các bạn. Bữa nay chú Ba ổng ở dưới ông dọn cây chuẩn bị kéo lưới nha các bạn. Các bạn có thấy màn hình hơi tối thì các bạn thông cảm cho Vui Vừa mình. Giờ cũng khoảng gần 10 giờ đó các bạn. Đúng rồi, trời đang nắng đó các bạn. À, rồi đó các bạn. À, trời cao băng đây các bạn. Bên kia xung quanh bên kia là có vườn cây ăn trái rồi toàn là mít không nha bạn. Rồi Vui Vừa mình quay cận cảnh cho các bạn xem nè các bạn. Cảnh kéo cá ở miền Tây nha các bạn. Đây là camera thường quay cảnh leo dừa cho các bạn xem nè các bạn. Đó. Đây. Chào các bạn không camera. Bên kia có hai đứa nhỏ nè. Đồ mà làm gì có bà hả mà con giọt rồi không có hầm này không có bên kia mới có chống ta à con già gì ta cũng đó hết gì ta đưa vô hũ cậu đây cảnh chú Ba đang cuốn lưới nha các bạn quá đã luôn các bạn ơi lưới này là kéo đồng tông là bao phê luôn các bạn không gớt nha các bạn. Đây cảnh chú Ba đang leo lên giữa clip đây các bạn. Đây. Các bạn đừng rời màn hình về chiến kênh để Vui Vừa mình trong ít phút tiếp theo. Thank you.
Hôm nay vui vừa mình có làm cái game, có thấy có con lắc, các bạn thông cảm cho vui vừa mình nha. Đây. Đây ông cam này ra đạp đạp đá đá được bạn đổ để đá vui vừa mình cho nó đá xuống đây xuống úp bạn lên. Đây. Đây. Đây là cảnh kéo lưới luôn nha các bạn. Đây. Đó. Để vô giờ mình đang lại gần nha các bạn. Đó, đoạn ghê nhí giờ nhỏ điện đó các bạn. Điện camera. Camera vô giờ mình đắt ghê quá các bạn ơi. Giờ vô giờ mình đang bắt gốc bắt cạnh cho các bạn xem nè. Vừa vừa mình chỉ quay cảnh full HD 1080 cho các bạn xem, không qua chỉnh sửa ghép nha các bạn. Có cá đó, đó, có cá đó, đứng đây thấy nè. Đầm lưới đó thấy không? Trứng gì? Bà hàng chi nhận đổ vậy nè các bạn, cho nên ở dưới lớp lỗ luôn nha các bạn. Các bạn ơi, giờ vô vừa mình quay cho các bạn, có trời mưa lốc phát dài hột nè các bạn. Mưa lốc dầm nha các bạn. Mưa mát luôn. Rồi, hai đứa nhỏ đang giỡn nha bạn. Thấy không ạ? Đó, hai đứa nhỏ đang giỡn nè. Từ từ lắc đi, lắc lên bà lụm. Đúng đợi lắc dạo hết sình đi. Đây các bạn, vừa mình đang quay tiếp theo cho bạn xem nè. Đang lắc sình nha bạn. Các bạn thấy cái giỡn của vừa vừa với camera vừa làm bữa hổng không bạn? Đó. Thấy không? Đó. Ủa tỉa nhiều đồ xanh đây chứ cũng ăn mệt xíu à. Lục cá, châu phi nữa. À các bạn. À, sặc nó quá. Đi hất xình nha mày. Quá. Tao lưới dày quá rồi cơ. Giữa đó. Đó từ con luôn nha mày. Mình à, đây có cá lục kiến nhớ cù vàng nữa các bạn. Thấy người miền Tây ăn cực khó quá các bạn. Cá phi muối xình luôn hả? Đó. Hai em. Ồ, hai thằng. À, cá phi muối xình ăn là tới công chuyện luôn nha các bạn.
vô bưng cái thùng đi. Đấy. Đó, cái thùng á. Thùng bỏ hàng luôn cái vô. Để qua điện kia. Còn mấy cái sạc. Tôi ghét mấy cái sạc nó dữ lắm. Đó, cái sạc bạn ngon ghét. Sạc cái bướm này tôi ghét dữ lắm. Hay quá. Bắt cá bỏ vô đây gọng lên tiện cho nhảy vô nha. Quá đã luôn các bạn. Oh no. Đó, đây là đi cá lưới nè các bạn. Giờ đang qua bên đó, đi qua hầm bên đó nha các bạn. Nè, xung quanh bên đây là mới làm lại nè các bạn. Nó rất là rộng, hai bên là trồng dừa nè. Cây trái khung cảnh của miền Tây nè các bạn. Đó, ở vườn quay nè. Trồng mít nơ mít con đấy các bạn, trồng dừa hai bên cặp bao bao luôn các bạn. Đó, bên kia là những có hàng dừa đó các bạn, đẹp luôn. Đây nè, đã lội xuống mương rồi nè. Các bạn đừng gọi màn hình về chính kênh để vô vườn mình trong ít phút tiếp theo. Đâu đâu. Các bạn đừng gọi hình về chính kênh để giữ lại cho ít phút theo. Đó, chơi dơ không? Hó đất xình cỡ cỡ chứ chơi dơ không? Trời ơi, em là tới một chuyện luôn á. Tới một chuyện luôn á, thiệt à. Quá trời luôn. Cái đầu sao là nó trời cái sạch luôn các bạn. Sạch là khó lắm. Không thấy mình sạch lắm không? Bảo bên nó đi chăm cá không? Đang đợi đi kéo người lên dài cho nó nha các bạn. Tao thử bắt lại ơi. Nó lát kéo dài lên phía đó nha các bạn. Đây. Cầm đeo không các bạn. Đó vô vừa mình đứng sau lưng quay tới đó các bạn. Vô vừa mình quay cảnh không qua chỉnh sửa cắt ghép luôn nha các bạn. Nhận 1.500 cục nữa vẫn còn nha các bạn. Má tuôn mà này xuống móc cho nó lắp cho nó cát rồi. Đó, gọi tay ra con rồi. Phi bay lại. Hay ha. Đẩy cái tới này giật giật qua này nè. Nè, tới cây luôn nha các bạn.
À, chơi gì cậu xình hoài nha. Này bạn có vàng mướp nữa nha bạn. Quá đã luôn. Đây có cây sim nè, qua sim rừng nha các bạn. Đó, những đồ qua sim là cái này đó bạn, sim rừng nè bạn. Cái mua cái sim đó bạn. À. Nói đi uống muối hả? Rồi chào mà không con. Rồi ập lại, ập lại. Rồi bước lên. Được. Các bạn thấy không? Giờ trời có nắng mà chuyển mưa đó nha các bạn. Đen hết trơn nè, mày trắng pha với mày đen với mày xanh luôn các bạn. Ba màu mây luôn nha các bạn. Video quay đến đây là khá là dài rồi, cho vui vừa mình xin khép video tại đây nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.